chiều trên con đường đất đỏ, có một cậu bé đang cố gắng đi khập khiễng trên đôi nệm. Đó là em Thanh Thiện, ở tại tổ 4, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Em sinh ra không may mắn như bao người, em bị tật bẩm sinh. Sau bao nhiêu năm chạy chữa, từ thuốc Tây, thuốc Bắc đến cả thuốc Nam, và sau bao nỗ lực, em đã bước đi chập chững. Gia đình không may, khi hai anh em đều bị bệnh, dù đã cố gắng chạy chữa, nhưng hầu như không chống chọi lại bệnh tật. Cứ mỗi chiều về, em tập đi trước nhà. Em đã cố gắng, bao năm phấn đấu em cố gắng đi, và giờ đây em có thể tự đi lại. Vừa tập đi, vừa đẩy xe em đi chơi. Hai anh em đi trên con đường đất, nhìn mà thấy thương làm sao. Nhìn nụ cười của bé em ngây ngô khi anh mình đẩy đi từng bước chập chững. Mỗi khi anh vấp ngã, em gái cứ vô tư cười đùa. Đâu biết được, anh mình bị thế. Nụ cười của em vẫn ngây ngô. Em không hiểu được cuộc đời của em và anh em lắm nhiều đau khổ. Ở nhà em tự đem sách vở, tự học tự viết, và sự cố gắng của em đến nay đã có kết quả. Và khi em biết đọc biết viết tiếng Việt rành, em xin mẹ cho đi học tiếng Anh. Em ham học lắm. Tuy giọng nói của em không được rõ, nhưng em vẫn học, vẫn đọc được tiếng Anh. Em vừa học, vừa chơi với em. Rất chậm. Em không
không học lại bằng chúng bạn, mà em chỉ học từng môn: môn toán, môn tiếng Việt và môn tiếng Anh. Nhìn đôi bàn tay của em khó khăn khi cầm cây bút, vậy mà em vẫn cố gắng nắn nót từng nét chữ. Ban đầu không được đẹp cho lắm, nó xấu, nó không được ngay hàng, nhưng không bao lâu sau thì chữ nào ra chữ nấy. Vậy mà khi đến lớp học, em học như chúng bạn, được rất nhiều điểm 10. Vở của em viết bây giờ không còn lem lúa như ngày xưa nữa. Những điểm 10 của em lấp lánh trong trang vở, nhìn thấy làm sao. Em không sử dụng được tay phải, em làm bất cứ việc gì cũng bằng bàn tay trái. Nó cong queo, nó quẹo ngoặt, vậy mà em vẫn cố gắng học để biết được cái chữ với người ta. Em đọc không rõ, nhưng em vẫn vang vang đọc tiếng Anh cho cả nhà nghe. Nghe em đọc tiếng được tiếng mất, nhưng em vẫn đọc, vì em nói rằng học Anh văn phải siêng đọc thì mới mau biết. Giờ đây học được chứ không như ngày xưa. Và em rất mê máy vi tính, em tự mày mò trên đó, tự làm tất cả mọi việc, từ chép nhạc, ghép hình. Và em tự làm đoạn clip này cũng chính tay em tự ghép lại, tự lồng nhạc, tự phát ra. Tôi chỉ là người phụ quay, tôi quay về em ghép lại. Đó là một sự sáng tạo của em.
bao nhiêu ngày học hỏi, tự tìm tòi trên mạng. Tuy em không ra ngoài xã hội, nhưng cũng nhờ trên mạng. Em lên mạng, em biết được tất cả. Mọi việc gì em cần, em đều lên mạng để tham khảo, học hỏi. Em không, kiến thức của mình không có. Người ta lành lặn thì người ta biết 10. Còn em không lành lặn, em cũng phải biết 5. Em lên Facebook kết bạn với mọi người. Và một điều vui nữa là mọi người đều đón nhận em. Không ai tị ti em là một người toàn nguyện. Ai cũng muốn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em. Đánh chữ trên máy vi tính. Em tập lần lần sao cho không còn sai chính tả. Cứ mỗi tuần 2 buổi, thứ bảy và chủ nhật, em đến lớp dạy anh văn để học cùng các bạn. Đến đây, tuy các bạn không cùng trang lứa, nhưng cũng hòa đồng và giúp đỡ em. Em cũng cố gắng học cùng các bạn trong lớp. Nơi đây để em gia nhập cộng đồng, cho em có được niềm vui đến lớp. Chỉ là lớp học thêm anh văn mở tại nhà cô giáo, nên mỗi tuần em chỉ được học 2 buổi, thứ bảy và chủ nhật. Em còn nói rằng ước chi ngày nào cũng được đi học, mỗi tuần học 2 buổi thì quá ít. Biết đến bao giờ mới thành thạo tiếng Anh đây? Nhưng biết phải làm sao? Vì những ngày thường, các bạn trong lớp còn phải đi học phổ thông. Có mỗi mình em thì làm sao học được? Thôi thì cứ chậm rãi đi em nhé. Em ham học vì em nghĩ rằng em phải có kiến thức, có học vấn thì mới thực hiện được những ước mơ của mình. Em ước mơ sau này có tiền em sẽ mở một sạp bán báo, bán vé số, in sang đĩa, cài nhạc thẻ nhớ. Đó là công việc nhẹ, thích hợp với em.
nhưng vì gia đình điều kiện chưa có nên ước mơ của em đành khép lại. Bây giờ em tập trung cho việc học, học để sau này làm người có ích cho xã hội. Vì em có tật nhưng không phế. Nhìn ước mơ của em đơn sơ như vậy đó, tôi chỉ chúc em mạnh khỏe, ráng học thành tài và thực hiện được ước mơ của mình em nhé.